Phương ơi, đủ đủ ra, đủ cho Phương, đủ cho Phương. Rồi, mấy cầu đang ngồi mang giày là có tên rồi phải không? Mấy cầu ngồi mang giày là để coi quý Messi số không. Khương, Khương là cái gì Khương vậy? Hoàng Khương. Dũng nhỏ số 17. Quý Messi số 8. Alo. Alo. À, chào mừng chúng ta hiện tại đang là cao thủ FC đoàn kết đang khởi động các bạn. Và đây là cao thủ Thường Việt cũng đang khởi động, hai đội bóng chúng ta đang khởi động. Ít phút nữa thôi tại sông đá Hương Việt, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng sẽ diễn ra trận cầu siêu kinh điển, trận giao hữu giữa hai đội Thường Việt và cao thủ đoàn kết các bạn. Hai đội chúng ta đang khởi động. Và để cho trước trận đấu này được diễn ra thì đương nhiên xin điểm qua những cái tên có mặt trong đội hình chính thức như là dự bị của cả hai đội Thường Việt cũng như là đoàn kết FC. Bên phía đội FC Thường Việt ngày hôm nay chúng ta có thủ môn Tấn Định số 1, Phương Bộ Đội số 19, Trần Lành số 11, Khang Mốm số 14, Đạt AK số 9, số 3 đó là Minh Đức, số 7 Đại Dương, số 15 Đức Vũ Công, số 0 Tư Lê, Dũng Nhỏ số 17 và có Hoàng Khang, Hoàng Khương các bạn số 0 và quý Messi số 8 các bạn, đó là những cái tên có mặt trong đội hình của cao thủ áo vàng Thường Việt. Còn phía đội còn phía đội FC đoàn kết ngày hôm nay chúng ta có thủ môn Hoàng Khôi số 4, Mai Công Tiến số 8, số 9 đó là Thanh Hiền, số 16 Danh Bộ, số 14 Đệ Đệ, số 7 Phi Trung, số 17 Quanh Đào, Quanh Đào, Quanh Đạo, số 7 là Quanh Đạo các bạn. Hoàng Phát số 11, Phú Xuyên số 12, Mét Sơn em ruột của Messi số 10, Đức Chi G số 47, Hoàng Trà số 6 và Thanh Phong số 9, đó là những cái tên có mặt trong đội hình của hai đội bóng Thường Việt và đoàn kết ngày hôm nay. Alo. Alo. 1 2 3 4. Alo. 1 2 3 4. Xin chào Khai Huy đẹp trai, Trần Phúc Huy. Ok, cảm ơn Khai Huy đẹp trai. Có kêu hỏi hả? Đúng rồi. Về với Phương ơi.
áo đỏ mới vô tên gì vậy em? Đệ. À Tấn Định ha, Tấn Định ha. À, xin chào ba Gạo. Hello ba Gạo nha. Một lần nữa cảm ơn ba Gạo, cảm ơn Trần Phúc Huy. Ok. Trước khi trận đấu bắt đầu zoom vô cái hai đội mới đá xong rồi. Wando, số 10 Wando số 9 nha các bạn. Quỳnh Thăng số mấy thì chưa biết. À, chào mừng quý khán giả các bạn, chúng ta đang có mặt tại sân đá Hương Việt, thành phố Sóc Trăng của tỉnh Sóc Trăng để theo dõi trận giao hữu siêu kinh điển vào chiều tối ngày hôm nay. Trận đấu giữa hai đội FC Thường Việt thi đấu trong thuộc áo vàng và hai đội phần sân tay trái của chúng ta. Còn cao thủ FC Đoàn Kết thi đấu trong vùng áo đỏ quần đỏ và thi đấu phần sân tay phải của chúng ta. Và trọng tài bắt chính trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta đó là trọng tài Phương Văn. Đó là pha đệm bóng của Tư Lê. Tư Lê chuyền bóng giạt biên cho cầu thủ số 14. Đó là Khang Mớm. Và đây là cầu thủ số 17 đó là Dũng Nhỏ. Vẫn là cao thủ Thường Việt FC các bạn. Đã có đủ phạm lỗi rồi. Đã phạt dành cho cao thủ Thường Việt. Còn nữa chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Hương Việt, thành phố Sóc Trăng của tỉnh Sóc Trăng các bạn. Sân đá Hương Việt nằm ở đường Lê Hồng Phong các bạn. Đường Lê Hồng Phong. Đó là pha dứt điểm không bầu. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ số 14. Đó là Khang Bóng và thủ môn Mến Khôi cũng đã cản phá thành công. Và chúng ta từ ngã tư Lê Hồng Phong đi lại sân Hương Việt thì khoảng vài trăm mét thôi các bạn. Đó là pha cắt bóng của Đức Vũ Công. Sẽ có đúng ném biên cho cái thủ đó. À, xin chào ba Gạo, đầu tư máy về quay em đẹp trai ở nơi. Đó là nhắn của ba Gạo bạn. Ok, cảm ơn 500 em nha. Hiện tại thì Sóc Trăng ta có hai kênh quay chuyên nghiệp máy quay các bạn. Đó là Thiên Thanh Media quay bằng máy quay chuyên nghiệp, cũng như là MK Media của thầy Sang các bạn, là vừa xài máy quay chuyên nghiệp nha, còn mình Linh Viên thì chơi điện thoại thôi. Và đây là đường truyền về cho cầu thủ số 9. Đó là Thanh Hiền. Thanh Hiền chuyền bóng cho cầu thủ số 6. Chủ sao đó là Hồng Trà các bạn. Đường truyền hướng đến vị trí của tiền đạo số 12. Đó là tiền đạo Phú Xuyên. Đức Vũ Công. Đức Vũ Công làm gì đây? Pha đi bóng chưa được. Và đây là đội số 17 đó là Danh Đạo các bạn. Danh Đạo làm gì đây? Vẫn là cầu thủ đó. Rất hay. Một pha đi bóng của pha dứt điểm không vào. Đó là pha dứt điểm của trung vệ cầu thủ số 9, đó là Thanh Hiền. Vậy là Đức Vũ Công. Xin chào ba Gạo. Ok, ba Gạo nói là đợi 4:30 đi em đầu tư cho. Ok, đợi 4:30 anh cũng đầu tư được em trai. Đợi 4:30 anh cũng đầu tư được nha. 4:30 là giờ sổ số các bạn. Đó là một tình huống cắt bóng của trung vệ số 9, đó là Thanh Hiền, trung vệ Thanh Hiền các bạn. Bóng vẫn được tiếp tục. Và đây là Quán Đạo làm gì đây? Gót cây. Một pha dứt điểm không vào. Và thủ môn bên phía đội Thường Việt đó là Tấn Định đã bắt bóng chính xác rồi. Đây là Đức Vũ Công. Một lần nữa chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Hương Việt, thành phố Sóc Trăng của tỉnh Sóc Trăng để theo dõi trận giao hữu siêu kinh điển giữa hai đội Thường Việt và cao thủ Đoàn Kết FC. Cao thủ Thường Việt thì thi đấu thuần sân tay trái trong vùng áo vàng các bạn, còn cao thủ Đoàn Kết thi đấu thuần sân tay phải trong vùng áo đỏ. Và trọng tài bắt chính đó là trọng tài Phương Văn. Phản công cho cao thủ FC Đoàn Kết. Pha đi bóng cầu thủ số 12 đó là Phú Xuyên, không được. Phá qua người, đụng qua người của Hoàng Khương các bạn thì chưa thành công. Đây là trung vệ Thanh Hiền. À, như vậy có hai cầu thủ số 9 các bạn, Thanh Phong và Thanh Hiền. À, như vậy cầu thủ số 9 vừa rồi là Thanh Phong chứ không phải là Thanh Hiền các bạn. Còn đây mới là Thanh Hiền đây. Mọi người gắt cây. Đó là mọi người của cầu thủ số 7. À, xin lỗi bạn, cầu thủ số 4. Đó đường truyền cầu thủ số 47 các bạn, đó là Đức Chi G. Đức Chi Wow. Và cắt bóng của cầu thủ số 14 bên phía đội Thường Việt, đó là Khang Bóng. Và góc cho cao thủ Đoàn Kết FC. Xin chào ba Gạo, chào Minh Xuyên. Sân này ở đâu vậy Bình Duyên? Sân này ở Dubai các bạn ơi. Ở đây là Minh Xuyên, một cầu thủ Sóc Trăng ta
thì phải nói là cao thủ chúng ta đã thi đấu săn sóc Trăng, thì phải nói là anh em thi đấu thể thao bóng đá thì săn nào cũng biết, các bạn chỉ vô hỏi cà khịa bình viên thôi. Bình viên cũng cà khịa lại luôn nha, đánh đâu. Đó là pha đánh đầu của Quang Đào các bạn. Và thủ môn bên phía đội Thuận Việt đã bắt bóng chính xác rồi. Và xin chào anh Lý đây. Một nữa chào anh Lý đây, chào Minh Xuyên, chào Ba Gậu. Đó là pha cắt bóng Quang Đào làm gì đây? Một đứa chiên. Phản công cho các thủ Thuận Việt. Đã có thủ phạm lỗi của Thanh Phong. Đội về cầu thủ Hoàng Khương các bạn. Đá phạt cho cao thủ Thuận Việt FC. Đây là Hoàng Khương. Hoàng Khương hiện tại đang thi đấu vị trí trung vệ cho cao thủ Thuận Việt. Hoàng Khương một đường chuyền hơi sâu. Thủ môn Hoàng Khôi đã bắt bóng chính xác rồi. Đường chuyền giạt biên dành cho Đức Duy rồi. Và đây là Thanh Phong. Đức Duy gờ làm gì đây? Đó là một đường chuyền về dành cho Thanh Hiền. Và đây là cầu thủ số 6, đó là Hồng Trà các bạn. Quang Trà, Quang Trà. Hồng Trà tới đâu uống trà sữa các bạn. Đây là Đức Chi Gờ. Và qua người của Đức Chi Gờ, không vào. Và những điểm của Đức Chi Gờ bằng chân trái các bạn. Và đây là Quang Đạo. Quang Đạo làm gì đây? Đức Chi Gờ. Và đây là Đức Vũ Công, hai cầu thủ Đức gặp nhau các bạn, hai cầu thủ tên Đức. Đức Vũ Công và Đức Chi Gờ. Quang Đạo sẽ có một tình huống ném biên cho cao thủ Đoàn Kết FC, cao thủ đó. Gira là G Junior. Đây là Đức Vũ Công. Đường chuyền cho cầu thủ số 17 đó là Dũng Nhỏ. Dũng Nhỏ làm gì đây? Một đường chuyền giạt biên dành cho cầu thủ số 14 đó là Khang Bốm. Khang Bốm làm gì đây? Một đường chuyền. Đây là Dũng Nhỏ. Dũng Nhỏ đường chuyền wow. Không được. Được cắt bóng của Thanh Hiền. Thanh Hiền chuyền bóng đến vị trí cầu thủ số 12. Không được. Đây thủ môn Tấn Định. Trận đấu chúng ta đang diễn ra hết sức hay và hết sức hấp dẫn các bạn. Hai đội bóng Thuận Việt và Đồng Kết FC liên tục có những pha phản công. Dũng Nhỏ. Dũng Nhỏ chuyền bóng về dành cho Hoàng Khương. Hoàng Khương làm gì đây? Qua người rất hay. Hoàng Khương. Đó là pha cắt bóng của cầu thủ số 9 đó là Thanh Phong. Và đây là Thanh Hiền. Đây là Dũng Nhỏ, rất hay. Dứt điểm không vào. Và dứt điểm của cầu thủ số 7 đó là Đại Dương. Và góc dành cho cầu thủ Thuận Việt. Và Dũng Nhỏ sẽ là cầu thủ đá vào góc cho cầu thủ Thuận Việt FC. Một đường chuyền vào. Đó là pha đá bóng của thủ môn Hoàng Khôi. Và đây là Đức Vũ Công làm gì đây? Không được, không qua được Quang Đào các bạn. Và Quang Đào đi bóng tốc độ. Và đi bóng giạt biên của Quang Đào. Luôn cắt bóng kịp thời của cầu thủ số 14 đó là Khang Bốm các bạn. Để biên cho các cầu thủ đó Đoàn Kết FC. Trận đấu chúng ta diễn ra rất hấp dẫn. Tỷ số vẫn chưa được mở các bạn, tỷ số hiện tại đang là 0-0. À, xin chào Quy Nguyễn. Hello bình nhiên, cảm ơn Quy Nguyễn. Cảm ơn anh Lý đây, cảm ơn Minh Xuyên. Thanh Phong. Vẫn là Thanh Phong, làm gì đây? Và đây là Đức Studio. Thanh Phong. Vẫn là Đức Studio GG các bạn. Rất hay. Và đây là Thanh Phong. Không vào. Phải điểm từ xa của cầu thủ số 9 đó là Thanh Phong. Bóng đi hơi cao. Bóng lên dành cho thủ môn bên phía đội Thuận Việt. Đó là thủ môn Tấn Định. Đức Vũ Công. Xin chào Huy Nguyễn, em đang trong quán nhìn bình luận viên này hả? Ok. Ok, cảm ơn Huy Nguyễn nha. Không biết bình luận ngoài này thì trong sân nghe rõ hay không. Đây là Dũng Nhỏ. Đội chuyền giạt biên dành cho Khang Bốm. Khang Bốm chuyền bóng giạt biên nhưng chưa thành công các bạn. Và bóng đã khẽ chạm vào một cầu thủ áo đỏ và đi ra ngoài hết đường biên dọc. Sẽ có đường ném biên cho cầu thủ vàng. Dứt điểm. Thanh Phong gót cây và chuyền bóng dành cho cầu thủ số 6 đó là Quang Trà. Quang Trà làm gì đây?
Một đường chuyền vào, rất hay. Đường chuyền cho đội số 12, Phú Xuyên làm gì đây? Đường chuyền tiến hai các bạn. Chẳng là Phú Xuyên. Trọng tài xác định đã có một tình huống việt vị rồi. Xin chào anh Giác Tâm. Anh thích Minh Tâm, gọi là nhắn là sân đẹp quá. Ok ông anh Tâm thích Minh Tâm các bạn, anh Tâm Khoa Lan. Tâm Khoa Lan gọi là nhắn là sân đẹp quá bình viên. Đúng rồi, thích Minh Tâm, không biết đại tử của ai đây. Theo Mét Sơn thì đại tử mới thích Minh Tâm các bạn. Đây là pha điều bóng của cầu thủ số 7. Đó, quánh đạo, gất cây, đường chiến wow. Bóng vẫn còn. Bóng đã đi hết được ngang rồi. Và góc dành cho cầu thủ đồng kết FC. Xin chào anh Tâm Khoa Lan, gọi là nhắn là sân này đẹp quá. Anh Tâm Khoa Lan này bắt trọng tài ở đây cũng như là nhận quản lý sân đá đây luôn các bạn. Và nói là khen sân bóng của anh Tâm đẹp quá các bạn, cỏ đẹp quá. Dứt điểm. Đó là bàn thắng của cầu thủ số 12. Đó là Phú Xuyên các bạn. Phú Xuyên vừa có một tình huống bay cắt bật. Và ghi bàn, mở đi số cho cầu thủ đoàn kết FC, cầu thủ đỏ. 1-0. Tỷ số đã được mở và hứa hẹn ở những phút thi đấu tiếp theo, trận đấu chúng ta sẽ trở nên hấp dẫn hơn nữa các bạn. Và đó là sân bóng đá Hương Việt, là một sân bóng đá và đó là có diện tích rộng nhất Sóc Trăng các bạn. Về theo thể tích diện tích sân 7 thì sân bóng đá Hương Việt là một sân bóng rất rộng và đó là rộng nhất Sóc Trăng. Và đây là pha đi bóng của Khang Bóng. Và đây là tốc độ được chuyển vào. Và góc dành cho cầu thủ Hương Việt. Một nữa chào anh Giác Tâm, anh Tâm Khoa Lan, thích Minh Tâm. Chào Quy Nguyễn, chào anh Lý đây. Và đây là Dũng Nhỏ, đá vào góc. Bóng vẫn còn. Đó là một đường chuyền của Quang Đào các bạn. Để biên cho các thủ đó. Tỷ số đã được mở bởi bàn thắng mà tỷ số của Phú Xuyên. Và hứa hẹn những phút tiếp theo trận đấu chúng ta sẽ trở nên hấp dẫn hơn nữa các bạn. Đây là Thanh Phong. Quánh đậu. Và đó là ngày hôm nay thì ở trận giao hữu này thì hai đội bóng chúng ta phải nói là đem đến sân bóng đá Hương Việt một dàn cầu thủ rất đông, cả hai đội bóng chúng ta các bạn. Ngày hôm nay hai đội bóng chúng ta có thể chia làm hai team và thi đấu các bạn. Đoàn kết là muốn dư team luôn. Để biên cho các thủ đoàn kết FC. Đây là Đức Chi Gờ. Đức Chi Gờ làm gì đây? Đó là một đường chuyền dành cho Thánh Phong, gót cây. Thánh Phong làm gì đây? Đường chuyền dẫn điểm việt vị mọi người. Tình huống việt vị của cầu thủ số 12 đó là Phú Xuyên các bạn. Phú Xuyên cũng là cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu chúng ta. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-0 đi về các thủ đỏ đoàn kết FC. Bỏ bóng lên. Xin lỗi các bạn, một tình huống đá hoa phạt việt vị lên dành cho cầu thủ Thường Việt. Đây là Đức Vũ Công. Đức Vũ Công làm gì đây? Một đường chuyền giác biên. Đây là Khang Bóng. Khang Bóng sẽ làm gì đây? Một đường chuyền vào, không được. Thanh Phong đã có bóng thành công. Đó, một đường chuyền dành cho Quán Đạo. Quán Đạo làm gì đây? Đây là Thanh Phong. Dứt điểm, đường chuyền vào. Không vào các bạn, bóng vẫn còn. Đúng không? Tấn định. Đây là Hoàng Khương. Hoàng Khương làm gì đây? Phải dâng cao của trung vệ Hoàng Khương các bạn, rất hay. Hoàng Khương được chi wow. Không được các bạn, không có một cầu thủ Thường Việt nào bên trong. Đây là cầu thủ số 6. Đó là Hoàng Trà các bạn, được truyền dành cho Quán Đậu. Quán Đậu chuyền bóng giác biên nhưng chưa thành công. Bóng đã đi hết đường biên dọc rồi. Sẽ có một tình huống ném biên cho cầu thủ Thường Việt. Hoàng Khương. Hoàng Khương sẽ làm gì đây? Và đó là trung vệ Hoàng Khương đã có những pha dâng cao của bạn và những pha xử lý bóng rất kỹ thuật. Đây là Đức Vũ Công. Đường cho khe rất hay. Cho cầu thủ số 7 đó là Đại Dương. Đại Dương chuyền bóng cho cầu thủ số 7 đó là Dũng Nhỏ. Đây là Đại Dương làm gì đây? Đường chuyền rất hay. Khang Bóm không vào. Bóng lên cho thủ môn Hoàng Khôi.
trọng tài. Bên phía đội Đoàn Kết FC đã có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 1, số 7, cầu thủ số 7 đó là Phi Trung vào sân. Đây là Phi Trung pha chạm bóng đầu tiên. Phi Trung vào sân phía đội Đoàn Kết FC các bạn. Thành Phong rất kỹ thuật. Một đường chuyền dành cho Phi Trung. Cầu thủ mới được tung vào sân các bạn. Thành Phong chuyền bóng giạt biên cho Đức Duy rồi. Rất hay. Đây là đó là cầu thủ số 7 đó là Quang Đầu. Thành Phong không vào. Phải ra chân của Thành Phong. Trọng tài. Bên phía đội Đoàn Kết FC có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 12 rời sân đó là Phú Xuyên. Và cầu thủ vào sân đó là cầu thủ số 10, em ruột của Messi, đó là Messi các bạn. Messi, em ruột của Messi đã được tung vào sân bên phía Đoàn Kết FC. Bên phía đội Thuận Việt thì cầu thủ cũng vào sân. Một cầu thủ vào sân đó là cầu thủ số 9. Số 9 đó là anh Đại Aka. Anh Đại Aka đã được tung vào sân. Hoàng Khương xin chào Quốc Phú, chào Dưa dưới Cà Mau. Sân này ở đâu vậy anh? Nữa rồi, cà khịa bên gì nữa bạn? Sân này ở Dubai nha. Sân này ở Dubai nha, dưới Cà Mau. Dưới Cà Mau cà khịa bên gì hỏi sân này ở đâu? Dưới Cà Mau thì sân ở Sóc Trăng thì dưới Cà Mau biết sân nào cũng biết các bạn. Nhưng mà chỉ trả bộ hỏi thôi. Ok, cảm ơn dưới Cà Mau, cảm ơn Quốc Phú. Có Mai Công Tiến không bên gì? Có Mai Công Tiến luôn các bạn. Có Mai Công Tiến trong đội hình của Đoàn Kết FC luôn nha. Nhưng mà chưa vào sân rồi, chút xíu nữa mới vào. Đây là Thanh Phong. Xin chào Trường An. Ok, cảm ơn em trai Trường An, Quỳnh Thanh Bê, Mãi Đỉnh em ơi. Quỳnh Thanh Bê, Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Mãi Đỉnh. Chào Trường An. Đây là đường truyền của cầu thủ số 7 đó là Phi Trung các bạn. Thanh Phong, đó là Thanh Hiền. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Nhìn về cầu thủ áo đỏ Đoàn Kết FC, đây là Đức Chiên Gần. Rất kỹ thuật và xử lý rất hay. Đây là Thanh Phong. Đây là Phi Trung. Đó là thủ cắt bóng của Khang Bóng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến tình huống ném biên cho các rủ đỏ. Xin chào Quy Nguyễn, xin chào Quốc Phú, gọi là nhắn là idol Long Em Mai Công Tiến. Đó là nhắn của Quốc Phú, idol của Long Em các bạn, đó là Mai Công Tiến. Xin chào Quy Nguyễn, Sang Hương Việt nha Mấy Hiền. Ok, cảm ơn Quy Nguyễn, Sang Hương Việt. Mấy Hiền giả bộ hỏi thôi em ơi, chứ Mấy Hiền biết Sang Hương Việt rồi. Mấy Hiền cài khỉ anh đó. Xin chào Hoàng Vinh Kháng, Kháng Trường Hưng, Đức Nguyễn áo vàng đang dự bị số mấy với anh? Cài khỉ Đức Nguyễn Hoàng. Số 3 nha, Kháng Trường Hưng. Đó là 3 dứt điểm của cầu thủ chính. Đó là Thanh Phong. Kén Trường Hưng như hình như là đang bị chấn thương các bạn, hôm qua bị chấn thương. Bóng bóng chết đi gần anh kia trong này. Đây là Đức Vũ Công. Đức Chí Quang không được. Bóng này đến bây giờ trọng tài. Như vậy phía đội Thường Việt có sự thay đổi người. Như vậy Phương bộ đội cũng đã được tung vào sân. Bộ thay cho cầu thủ số 7 đó là Minh Dương, Đại Dương các bạn. Còn nữa chào Kháng Trương Hưng, chào em trai, chào Huy Nguyễn, chào Quốc Phú, chào Trương An. Như vậy một cái tên nữa vào sân. Bên phía đội Đoàn Kết FC, cầu thủ số 16 đó là Danh Bộ các bạn, Danh Bộ cũng vào sân. Bên phía đội Đoàn Kết. Và đây là pha dứt điểm. Không vào. Đó là pha dứt điểm của Quang Đạo các bạn. Phải nói là Quang Đạo dứt điểm bóng đi quỹ đạo rất khó chịu. Đây là Messi, làm gì đây? Một đường chuyền. Đây là Thanh Phong, dứt điểm. Không vào. Và nó là trước đó là một tình huống dứt điểm của Quang Đạo các bạn. Quang Đạo dứt điểm mà nó là bóng đi với quỹ đạo mà khoa các nhà khoa học chẳng chưa chứng minh được. Quỹ đạo rất khó chịu các bạn. Xin chào Kháng Trường Hưng, cầu số 3 Đức Nguyễn, đá biên khó chịu lắm nha. Đó là nhận của Kháng Trường Hưng các bạn. Đó mà được chị nhìn cho Dũng nhỏ của Đức Vũ Công. Như vậy cầu số 3 đó là Đức Nguyễn cũng đã được tung vào sân các bạn. Và chơi vị trí hậu vệ biên phải cho cao thủ Thuận Việt FC. Và đây là Quang Đạo làm gì đây? Thanh Phong. Một đường chuyền hướng đến vị trí của Messi. Em của Messi làm gì đây? Messi làm gì đây? Quang ơi. Không được rồi. Đã có tình huống phạm lỗi rồi. Như vậy trọng tài Phương Bằng cũng đã ra hiệu là 20 phút của hiệp đấu thứ nhất đã trôi qua. Nhưng vẫn chưa có sự thay đổi cầu thủ. Như vậy sẽ có những sự thay đổi cầu thủ của cả hai đội bóng chúng ta. Bên phía đội Đoàn Kết FC chúng ta có những cái tên vào sân. Còn có Mai Công Tiến vào sân các bạn. Số 8 Mai Công Tiến vào sân. Số 11 đó là Hoàng Phát vào sân. Số 14 đó là Đệ Đệ cũng vào sân. Đó là những cái tên vào sân bên phía đội Đoàn Kết FC. Còn bên phía đội Thuận Việt, Thuận Việt chúng ta có những cái tên mới vừa tung vào sân. Đó là cầu thủ số 2,
Số 2 vận động viên chưa cập nhật tên các bạn. Và có cả một cầu thủ nữa, đó là cầu thủ số, đó là đường truyền cầu thủ số 84 các bạn. Vận động viên cũng chưa ghi tên luôn các bạn ơi. Số 14 là số 894 không? 84 là Tuấn Triệu. Tuấn Triệu. 84 là Tuấn Triệu các bạn. Ok, để bên viên cập nhật thì mới được. Rồi số 2 mới vô. Số 2 chung vệ á. Và đây là Đức Nguyễn. Đó là đường truyền của Tuấn Triệu. Số 2 mới vô nè, số 2 á, số 2 chung vệ. Chung vệ á, chung vệ á. Đây là đội số 2. Mới được tung vào sân các bạn, thi đấu vị trí trung vệ cho cao thủ Thuần Việt. Rất hay. Đã có thủ phạm lỗi của Huy Trung đối với Tuấn Triệu các bạn. Đá phạt cho cao thủ Thuần Việt FC. Và đây là một cự ly đá phạt rất gần với cầu môn của thủ môn Hoàng Khôi. Số 2 tên gì vậy? Dứt điểm không vào, pha dứt điểm của Phương Bộ Đội. Ổn trúng hàng gạo các bạn. Đó là cầu thủ số 9, đó là Đại AK các bạn. Như vậy hai cầu thủ vào sân bên phía Thuần Việt, đó là Tuấn Triệu số 84 và số 2 đó là Hoàng Sang. Đó là những cái tên có mặt trong đội hình mới vào sân của cầu thủ Thuần Việt FC. Đây là Tuấn Triệu. Để biên cho cầu thủ đoàn kết. Đây là cầu thủ số 14. 14 đó là Đệ Đệ các bạn, đường truyền dành cho cầu thủ số 11. Đó là Hoàng Phát. Đây là Mai Công Tiến. Mai Công Tiến truyền bóng dành cho Đệ Đệ. Vẫn là Mai Công Tiến. Công Tiến truyền bóng cho Hoàng Phát các bạn. Hoàng Phát làm gì đây? Chọc khé à? Không được. Đó là pha cắt bóng của cầu thủ Thuần Việt. Đường truyền của Đức Nguyễn. Ở bên phía đội Thuần Việt cũng có một cầu thủ vào sân nữa các bạn. Đó là Quý Messi. Quý Messi cũng vào sân các bạn. Sẽ có một thủ đá phạt dành cho cao thủ đoàn kết FC. Cầu thủ vừa bị phạm lỗi đó là Hoàng Phát. Và đây là một cự ly đá phạt rất gần với khung thành của thủ môn Tấn Định. À, ném biên, ném biên, ném biên. Vậy ném biên cho cao thủ đoàn kết. Đây là Huy Trung. Cầu thủ cắt bóng của trung vệ Hoàng Sang. Mai Công Tiến. Và đây là cầu thủ số 2 đó là Quý Messi các bạn. Đức Nguyễn. Đức Chiến. Không được. Môn Hoàng Khôi đã bóng chính xác rồi. Messer. Chuyện rất hay. Và đây là Phí Trung. Đường chèo khe dành cho Messer. Làm gì đây? Vẫn là Messer. Messer được truyền về cho Phí Trung. Đánh đầu, phản đầu của Messi, bóng vẫn còn. Phương Bộ Đội. À, xin chào Cristiano Ronaldo. Bình xe 7 sân này ở đâu vậy Bình Dương? Lại một cầu thủ cà khịa Bình Dương nữa rồi. Sân này hồi nãy ở Qatar, Dubai rồi giờ tới đâu ta? Sân này tới Âu Châu hết đi. Xin chào Bình xe 7 nha. Đây thủ môn Hoàng Khôi, xin chào bên xe 7. Hỏi sân này sân ở đâu, bên xe 7 sân nào ở Sóc Trăng mà không biết các bạn. Lại ca kèo bên gì nữa rồi. Còn nữa chào Cristiano Ronaldo Bình, chào Khán Trường Hưng. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-0 nghiêng về cầu thủ đoàn kết FC cho trận giao hữu siêu kinh điển vào chiều tối ngày hôm nay. Giữa hai đội Thuần Việt và đoàn kết FC các bạn. Tại sao đã Hương Việt. Để biên cho các cầu thủ đoàn kết FC và tình huống phá bóng của cắt bóng của Tuấn Triệu nhưng trúng vào người của Tuấn Triệu và đi ra ngoài nữa các bạn. Là Phí Trung. Tuấn Triệu. Một đường truyền cho hướng đến vị trí Phương Bộ Đội các bạn nhưng hơi sâu. Thủ môn Hoàng Khôi.
đưa chuyền dành cho Mai Công Tiến. Và đây là đệ đệ vẫn là cao thủ đoàn kết MC. Mai Công Tiến đưa chuyền ok cho Mét Sơn. Mét Sơn làm gì đây? Và đây là phí chuông không vào. Thủ môn Tấn Định đã bắt bóng chính xác rồi. Đây là Đại AK. Đại AK làm gì đây Quang ơi? Và các bóng của phía chung và góc dành cho cao thủ Thương Việt. Xin chào bên xe 7 sân Cà Mau, còn chống ghế của bên Lưỡng Duyên kia chốt chưa? Sân Cà Mau còn chống ghế các bạn. Ok, cảm ơn bên xe 7 nha. Theo một nguồn tin của từ ban tổ chức giải vào ngày đó, hình như là bệnh viên có live stream cái giải nha, bình xe 7 ơi. Tôi buồn hoàng coi đã bị đau không bạn. Đón được chị giảng viên cho Mai Công Tiến. Không được, và các bóng của Quý Messi để biên cho các thủ đoàn kết. Mai Công Tiến đường ném biên dành cho Mét Sơn làm gì đây? Rất kỹ thuật Mét Sơn, và đây bóng hơi dài. Phản công ngược lại dành cho đủ vàng Thường Việt. Đây là Hoàng Sang Tuấn Triệu. Không được. Đây là hữu số 16. 16 đó là danh bộ. Danh bộ cho khe cho Mét Sơn. Rất kỹ thuật. Dứt điểm không vào. Sẽ có một tình huống đá phạt góc cho các cầu thủ đoàn kết MC. Rồi bể kèo nữa, bình xe 7 nói là rồi bể kèo nữa. Cũng chưa chắc nha bình xe 7 ơi, bữa đó có thể là đi với anh em được nha. Đi Cà Mau bán bánh bao. Đây là Mét Sơn đá phạt góc. Một đường chiến vào. Sẽ cầu thủ phát bóng lên dành cho thủ môn Tấn Định. Đây là Hoàng Sang. Trung vệ Hoàng Sang chuyền bóng rất dài hướng đến vị trí của Quý Messi. Và đó là pha cắt bóng của danh bộ Tuấn Triệu. Đệ đệ vẫn là đệ đệ rất kỹ thuật. Và đây là Mai Công Tiến làm gì đây? Một đường chuyền dành cho Hoàng Phát, vẫn là Mai Công Tiến. Một đường chuyền dành cho Mét Sơn làm gì đây? Vậy là Mét Sơn, một đường chuyền thứ hai. Để không vào. Và bóng bóng chính xác của đội môn Tấn Định, phải chỉ điểm của đệ đệ hơi nhẹ các bạn. Bình xe 7 nó là sân Thốt Nốt cũng bể kèo, sân Cần Thơ cũng bể kèo, sân Cà Mau bây giờ cũng gần bể kèo các bạn. Bể kèo lần thứ N. Đó là lời nhắn của bình xe 7 các bạn. Sẽ cầu thủ đá phạt dành cho cao thủ đoàn kết FC. Ok, bữa đó có thể đi được nha bình xe 7 ơi. Quá trời bể kèo luôn rồi bình xe 7. Đó, đường chuyền của đệ đệ. Phá qua người gất cây, để làm gì đây? Một đường chuyền gất cây dành cho Phí Trung. Phí Trung làm gì đây? Và cắt bóng kịp thời của trung vệ Hoàng Sang. Đức Nguyễn. Xin chào huấn luyện viên Calenso. Hello huấn luyện viên qua mọi người. Cảm ơn huấn luyện viên Calenso. Cảm ơn 500 anh em đã vào xem livestream cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta. Cảm ơn quý khán giả và các bạn. Đường chuyền của đệ đệ. Công thành công các bạn. Phương bộ đội. Tình huống ném biên cho các thủ Thương Việt. Phương bộ đội. Và đây là danh bộ. Đánh đầu chuyền bóng cho Phí Trung. Phí Trung chuyền bóng dành cho đây là Hoàng Phát. Làm gì đây Phí Trung? Phí Trung sẽ làm gì đây? Qua người gất cây. Phí Trung nhìn chiều wow. Dứt đêm không vào. Bóng dành con. Dứt đêm không vào. Đó là ba điểm bóng của Mai Công Tiến các bạn. Khá đáng tiếc cho Mai Công Tiến trong tình huống như rồi. Và trước đó thì một tình huống điểm bóng của Mét Sơn nữa các bạn. Hai Mét Sơn và Mai Công Tiến vừa có hai pha điểm bóng nhưng chưa thành công. Bóng lên dành cho thủ môn Tấn Định.
Đây là Đức Nguyễn. Trung vệ Hoàng Sang. Đường chuyền hướng đến vị trí của Quý Messi nhưng chưa thành công. Là phía Trung các bạn. Là phía Trung, một đường chuyền dành cho Đệ Đệ. Danh bộ. Đây là Messi. Messi làm gì đây? Vẫn là cầu thủ đoàn kết FC. Rất hay, đường chuyền của Đệ Đệ dành cho phía Trung. Đường chuyền wow. Đó là đường chuyền hơi sâu, phía Trung hướng đến vị trí Hoàng Phát các bạn. Đây là Đức Nguyễn. Và đây là trung vệ Hoàng Sang. Hoàng Sang hướng đến chuyền bóng cho Quý Messi. Quý Messi lên đây. Đường chuyền cho đây là Đại AK. Đại AK làm gì đây? Dẫn cái Đại AK. Đường chuyền thứ hai. Đường chuyền thứ hai cho Tướng Triệu các bạn. Việt vị mất rồi. Đúng việt vị của Đại AK. Và phối hợp vừa Tướng Triệu và Đại AK nhưng chưa thành công. Đã bạc việt vị lên cho các đội đỏ đoàn kết FC. Tỷ số hiện tại như này là 1-0. Bàn thắng mở đi số cho trận đấu chúng ta. Đó là bàn thắng của Phú Xuyên các bạn. Đây là phía Trung. Phía Trung làm gì đây? Đó là một đường chiều khe. Góc cây, Messi. Một tình huống điểm bóng đưa Messi nhưng chưa thành công các bạn. Một cái tên nữa được tung vào sân bên phía đội Thường Việt. Cầu thủ số 4. Số 4 vào sân bên phía Thường Việt các bạn, bình thường cũng chưa cập nhật tên luôn. Đây là cầu thủ tên Hoàng các bạn. Đá phạt cho cao thủ Thường Việt FC. Cái gì Hoàng vậy em? Hoàng Leo. Hoàng Leo. Hoàng Leo các bạn. Và đây là Hoàng Sang. Hoàng Sang. Đúng rồi, Hoàng Khôi đã bóng chính xác rồi. Mai Công Tiến. Một đường chuyền về cho Danh Bộ. Danh Bộ chuyền bóng cho Phi Trung. Phi Trung làm gì đây? Được cho khe rất hay dành cho Hoàng Phát. Hoàng Phát làm gì đây? Một pha bắt bóng chính xác rồi. Vẫn là Hoàng Phát, vẫn là cầu thủ đồng kết FC thì luôn cắt bóng của Messi. Bình luận viên Văn Thuận để biên cho cầu thủ đồng cá FC. Messi. Messi đi bóng gấp cây. Messi đưa chuyền. Mai Công Tiến rất kỹ thuật. Vẫn là các cầu thủ đỏ chất đêm không vào. Ba gà chân của Danh Bộ, trung vệ Danh Bộ các bạn. Sẽ có Bình Thuận phát bóng lên cho thủ môn Tấn Định. Đó là đường chuyền của trung vệ Hoàng Sang và đây là Hoàng Leo. Đó là đường chuyền của Hoàng Sang, không được. Messi, tình huống cắt bóng kịp thời của Hoàng Sang, bóng vẫn còn. Mai Công Tiến. Để đây. Đường chuyền cho Kha. Chưa thành công các bạn. Bóng đi hết đường biên dọc. Sẽ có thủ ném biên cho các thủ Thường Việt. Quý Messi. Đây là Hoàng Leo. Hoàng Sang. Vẫn là cao thủ Thường Việt các bạn. Hoàng Leo làm gì đây? Một pha đi bóng tốc độ của Hoàng Leo. Đường chuyền dành cho cầu thủ số 84 đó là Tuấn Triệu. Nhưng pha xử lý chưa thành công. Đường chuyền của Đệ Đệ dành cho Mai Công Tiến. Mai Công Tiến làm gì đây? Một đường chuyền dành cho Messi. Messi làm gì đây? Bọn đi hết được 10 vòng rồi. Sẽ có một tình huống ném biên cho các thủ vàng Thường Việt FC. Như vậy bên phía đội đoàn kết FC, cầu thủ số 12 được tung trở lại vào sân. Đó là Phú Xuyên các bạn. Phú Xuyên được tung trở lại vào sân. Thì Messi sẽ rời sân các bạn. Và cầu thủ Phú Xuyên sẽ vào sân trở lại để thay cho Messi. Để biên cho các thủ vàng FC Thường Việt. Phương bộ đội ném biên.
dành cho cầu thủ số 11. Số 11 bên phía đội thường Việt cũng vào sân, đó là Trần Lành các bạn. Dứt điểm. Đó là pha xử lý rất hay của Đệ Đệ. Đệ Đệ vừa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho cầu thủ đoàn kết FC. Tỷ số đã được nâng lên 2-0. Pha xử lý rất nhẹ nhàng tình cảm của Đệ Đệ các bạn. Đó là đường chuyền của Hoàng Leo và đây là Hoàng Sang. Thủ môn Tấn Định. Xin chào Ngọc Nguyễn, chào huấn luyện viên. Cảm ơn Ngọc Nguyễn. Cảm ơn huấn luyện viên Calixto. Sẽ một lượt đá phạt cho cầu thủ Đoàn Kết FC. Xin chào Quách Thanh Bảo Trung, người ta nhắn là Vĩnh Thanh Bơi mãi đến. Cảm ơn Quách Thanh Bảo Trung. Trọng tài xác định đã có một thủ quyền quỷ rồi. Đá phạt cho cao thủ áo vàng Thường Việt FC, đây là Phương Bộ Đội. Phương Bộ Đội chuyền bóng rất mạnh, danh bộ. Phản đầu của Messi để biên cho cao thủ đó. Cao thủ Đoàn Kết FC. Xin chào Quách Thanh Bảo Trung. Không biết là sân Vĩnh Thanh B hiện tại đang hoạt động trở lại cho em ơi. Hay là bỏ luôn rồi. Đây là Mai Công Tiến, một đường chuyền dành cho danh bộ. Danh bộ chuyền bóng gì cho thủ môn Hoàng Khôi. Hoàng Khôi cắt bóng lên rất mạnh. Và đây là pha bóng chính xác luôn, Tấn Định. Đây là Hoàng Liêu. Một lần nữa chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Hương Việt, thành phố Sóc Trăng của tỉnh Sóc Trăng. Theo dõi trận đấu giao hữu giữa hai đội Đoàn Kết FC và Thương Việt các bạn. Và dứt điểm không vào. Và dứt điểm của Phương Bộ Đội. Bóng lên cho môn Hoàng Khôi. Trận đấu giữa hai đội Thương Việt và Đoàn Kết, và hiện tại thì cao thủ áo đỏ Đoàn Kết đang tạm dẫn trước cao thủ Thương Việt với tỷ số là 2-0. Và trọng tài bắt chính trong đấu ngày hôm nay chúng ta đó là trọng tài Phương Bằng các bạn. Thời tiết trong buổi chiều ngày hôm nay tại Sóc Trăng nói chung và cũng như là sân bóng đá Hương Việt nói riêng là phải nói là rất tốt các bạn, thời tiết vào buổi chiều nay. Và đây là pha dứt điểm không vào, pha dứt điểm của quý Messi để biên cho cầu thủ áo vàng. Đây là Trần Lành sẽ ném biên cho cầu thủ áo vàng các bạn. Quý Messi một đường chuyền về cho Hoàng Leo. Đó là Hoàng Leo các bạn, một đường chuyền về cho thủ môn Tấn Định. Rất kỹ thuật. Đường chuyền giặc biên dành cho Phương Bộ Đội. Rất hay, Quý Messi rất kỹ thuật. Được cho khé. Đây là Trăng Lanh đường chuyền. Dứt điểm không vào. Không dẫn còn. Đó là ba các bóng của Phi Trung các bạn. Trận đấu thì tiếp tục. Hoàng Leo làm gì đây? Và đi bóng của Hoàng Leo. Dứt điểm không vào. Sẽ có đội bóng bóng lên dành cho thủ môn Hoàng Khôi. Mai Công Tiến. Đó là đường chuyền đến vị trí của tiền đạo số 12. Đó là Phú Xuyên các bạn. Đường chọt khe rất hay. Dứt điểm không vào. Phải dứt điểm của Đệ Đệ. Phi Trung hoàn phát dứt điểm. Đây là trung vệ Quang Sang. Phản đầu của danh một. Đây là Phi Trung làm gì đây? Dứt điểm. Lại là một bàn thắng của Đệ Đệ. Đệ Đệ vừa có một tình huống dứt điểm ghi bàn nâng số lên 3-0 cho cầu thủ Đoàn Kết FC các bạn. Tỷ số đã được nâng lên 3-0 với cú đúp của Đệ Đệ các bạn. Phương Bộ Đội chuyền bóng giặc biên. Bản đầu của Huy Trung. Quý Messi. Và đây là cầu thủ số 12, đó là đường chuyền của Phú Xuyên. Mai Công Tiến.
Chặng đầu ai không tiến làm gì đây? Lùi chì nhạc viên cho phía chung. Mai không tiến. Và đây là Trung Huệ danh bộ của thủ môn Hoàng Khôi. À, như vậy trọng tài anh Phương Bằng cũng đã thổi còi kết thúc hiệp 1. Kết thúc hiệp đấu thứ nhất thì cao thủ Đoàn Kết FC thi đấu vùng màu đỏ đang tạm dẫn trước cao thủ Thường Việt với tỷ số 3-0 các bạn. Và chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút và ngay sau đó sẽ tiếp tục quay trở lại theo dõi hiệp đấu thứ hai. Anh tính luôn á, có sức đá. Tuấn chịu hay là tính chịu? Tính hả? Cái cầu tay áo tay dài đó là phong 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 hồi nãy giờ chưa vô phải không? Chưa, chưa. Lát nữa đúng không cái gì? À cái gì phong nha anh? Phong ơi, phong em là cái gì phong không? Thanh phong, thanh phong. Từ thứ hai đến thứ sáu là em lai sau 5 giờ, còn thứ bảy nhật thì lai giờ nào cũng được. Bởi vì nhầm kia anh em kêu đầu tư máy móc này kia nọ em đâu, không đầu tư tại em không có thời gian. Dạ, cái không có thời gian đồ đạc nữa anh, đồ đạc này kia đồ nhiều lắm, đi kia là đồ đạc nhiều lắm. Đi kia đâu đi? Xin chào anh Hoàng Ba, sân bóng ở đâu vậy? Dạ sân này là sân Hương Việt anh ơi, sân Hương Việt cũng ở Sóc Trăng nha anh. Sân này cũng ở Sóc Trăng luôn.
Vậy là nhậu thôi, chắc chắc bữa nay là đi đi đám chắc ở 3 giờ sáng mới về á. Và như vậy trọng tài Phương Bằng cũng đã thổi còi để hiệp 2 được bắt đầu. Cầu thủ 11 thì cầu thủ FC Đoàn Kết thi đấu một mở đỏ đang tạm dẫn trước cầu thủ Thường Việt thi đấu một màu vàng với tỷ số là 3-0 các bạn. Và chúng ta hãy cùng chờ xem trong hiệp thi đấu thứ hai này tỷ số sẽ thay đổi như thế nào. Và các cầu thủ trên sân chúng ta sẽ đến quý khán giả và các bạn những pha bóng hay, những pha bóng đẹp như là những siêu phẩm như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ xem. Liệu các cầu thủ FC Thường Việt sẽ ghi bàn rút ngắn tỷ số hay không, hay là cầu thủ Đoàn Kết sẽ tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số, chúng ta hãy cùng chờ xem các bạn. À, xin chào anh Quang Ba, còn sân 586 là ở đâu vậy Bình Đức Duyên? Dạ sân 586 là sân khác nè anh ơi, cũng gần đây thôi. Tại trung tâm thành phố Trăng thì rất nhiều sân bóng đá. À, Bình Đức Duyên cũng em cũng xin điển hình một số vài sân, một vài sân bóng đá tại Sóc Trăng. Dứt điểm không vào. Bóng dẫn còn, dứt điểm không vào các bạn. Hai pha dứt điểm liên tục của các cầu thủ FC Thuận Việt. Và thủ môn Hoàng Khôi đã cản phá thành công. Đây là Hoàng Khương. Không được, phản công cho cầu thủ đỏ. Đó là Phú Xuyên các bạn. Đây là pha đi bóng của cầu thủ số 7, đó là Quánh Đậu. Ở Sóc Trăng hiện tại ngay trung tâm thành phố Sóc Trăng thì có rất nhiều sân bóng đá. Chúng ta có sân sân Thuận Việt đang thi đấu, đang theo dõi. Còn có sân 586 đường Trần Hưng Đạo. Còn có sân Đạt An đường Lê Duẩn. Còn rất nhiều sân, bóng đã chạm tay của Thanh Hiền rồi. Còn nữa, cảm ơn Quang Ba. Đây là Thanh Phong. Đây là pha đi bóng của Dũng Nhỏ. Dũng Nhỏ làm gì đây? Rất hay. Rồi chuyền chặt biên. Và các bóng của Thanh Hiền các bạn. Ném biên cho cái đủ vàng. Dũng Nhỏ sẽ có đủ đá phạt cho các cầu thủ Thuận Việt FC. Đây là Dũng Nhỏ các bạn. Một đường chuyền của Dũng Nhỏ. Đó là pha đánh đầu của các cầu thủ đó. Quanh đầu. Đây là Thanh Phong. Có cây Quánh Đạo làm gì đây? Bây giờ là Thanh Phong. Trận đấu thì tiếp tục. Đây là đội chuyền của cầu thủ số 7. Đó Đại Dương các bạn. Và đây là phải đếm câu vào. Wow. Đó là bàn thắng của Thanh Phong. Thanh Phong vừa ghi bàn cũng ngắn số chỉ còn 1-3 các bạn. Cầu thủ Thanh Phong vào sân trong hiệp 2 và đã ghi bàn cho cầu thủ Thuận Việt FC. Anh Phong vừa ghi bàn rút ngắn tỷ số chỉ còn 1-3 các bạn. Và xử lý rất hay của Thanh Phong. Tưởng chừng như thủ môn Quang Khôi đã cản phá thành công các bạn, nhưng pha dứt điểm của Thanh Phong đã đi vào lưới rồi. Và đây là pha đi bóng của Quang Đậu. Tỷ số đã được rút ngắn 1-3, khoảng cách chỉ còn 2 bàn mà thôi cho cao thủ Thường Việt. Và đây là pha đi bóng của pha dứt điểm không vào, pha dứt điểm của Đức Chi cơ. Đó là trong hiệp 2, đầu hiệp 2 vô thì các cầu thủ team số 1 của đội Đoàn Kết đã được tung vào sân trở lại các bạn. Và Đức Chi cơ cũng mới có một tình huống dứt điểm. Đức Chi cơ vào sân trong hiệp 2 và chơi vị trí hậu vệ bên phải. Còn hậu vệ bên trái đó là cầu thủ số 6, đó là Quang Cha các bạn. Đây là Hoàng Leo, một đường chuyền dành cho Dũng Nhỏ. Dũng Nhỏ đi bóng tốc độ. Và cầu thủ phạm lỗi rồi của
Thanh Hiền, rồi Dũng Dũng nhỏ các bạn, đá phạt cho cao thủ Thuần Việt FC. Dũng nhỏ. Không được, và bắt bài của Đức Duy Gâu được cho khác à. Đây là Phú Xuyên, không được. Và gà bóng rất kịp thời của thủ môn Tấn Định. Bóng vẫn còn, đây là Thanh Phong. Đường truyền của Quang Phong các bạn, hơi sâu. Và đây thủ môn Tấn Định. Và pha bóng rất mạnh. Tỏ đầu đường truyền, một pha đánh đầu của đội số 7 đó là Đại Dương. Phú Xuyên. Đó là đường truyền đầu của đội số 6 đó là Quang Trà. Và đây là Quang Đạo. Quang Đạo chuyển bóng cho Đức Chí Gờ. Đức Chí Gờ làm gì đây? Quang ơi! Nhắn Quang Đạo. Rất hay, Đức Chí Gờ bắt thường. Quang Đạo, Đức Chí Gờ không vào. Đó là pha phối hợp vừa Đức Chí Gờ cho Quang Đạo các bạn. Quang Đạo chuyển bóng vào trong dành cho Phú Xuyên. Nhưng chưa thành công các bạn. Để biên cho các cầu thủ Thuần Việt như vậy. Đức Vũ Công đã được tung vào sân thay cho Hoàng Leo. Bên phía Thuần Việt FC các bạn. Đây là Dũng nhỏ. Xe cầu thủ ném biên cho các cầu thủ Thuần Việt. Thanh Phong. Thanh Phong chuyền bóng giạt biên nhưng hơi mạnh các bạn. Một đường chuyền dành cho Đức Vũ Công. Nhưng hơi mạnh, ném biên cho các thủ đoàn kết. Đó đường chuyền của Thanh Hiền. Thanh Phong. Gặp kỹ thuật Thanh Phong làm gì đây? Thanh Phong không vào. Và xử lý rất hay của tiền đạo Thanh Phong sau khi vào sân trong hiệp 2 các bạn. Thanh Phong vào sân trong hiệp 2 và cũng đã có bàn thắng cho Kiên Bình các bạn. Rút ngắn thì số còn 1-3. Bóng lên cho thủ môn Hoàng Khôi. Đây là Hoàng Trà. Chuyền bóng cho trung vệ Thanh Hiền. Và đây là Quang Đạo. Quang Đạo cho khe rất hay dành cho Thanh Phong làm gì đây? Quá đậu gấp cây Thanh Phong và các bóng của Đại Dương rất kịp thời. Qua đây là cầu thủ số 14 Khang Bốn. Đại Dương đường truyền, đây là Thanh Phong làm gì đây? Quang ơi, dứt đi vào rất hay các bạn. Phải xử lý rất hay của tiền đạo Thanh Phong sau khi Thanh Phong vào sân trong hiệp hai cũng đã có hai bàn thắng cho Kiến Minh các bạn. Cú đúp của Thanh Phong trận đấu ngày hôm nay. Và đội bóng rất tốc độ của Thanh Phong. Và trước đó là một đường truyền chính xác của Đại Dương dành cho Thanh Phong các bạn. Tỷ số được rút ngắn 2-3 cho cầu thủ Thuần Việt. Chuyền Thanh Hiền giạt biên dành cho Quang Cha. Chuyền bóng về cho trung vệ Thanh Hiền. Thanh Phong chuyền bóng cho Quang Cha các bạn. Không được. Bóng vẫn còn Thanh Phong. Một đường truyền dành cho, đây là Quang Đạo làm gì đây? Quang Đạo không vào. Bóng lên cho đội bồn Tấn Định. Và đây là Đức Vũ Công. Quang Đạo, Đức Sĩ Gờ, không được. Phải dứt điểm, không vào. Pha bồ đề bằng chân trái của Thanh Phong. Đó là pha cắt bóng của Khang Mớm. Để biên cho cầu thủ đỏ đồng kết FC. Quang Đạo. Đây là Dũng nhỏ cắt bóng thành công. Thanh Hiền. Không được, Thanh Phong. Và đồng tốc độ Thanh Phong. Gấp tốc độ. Gấp kỹ được Thanh Phong. Không vào. Và xử lý rất hay của Thanh Phong và thủ môn. Thủ môn Hoàng Khôi cũng đã cản phá thành công các bạn. Những pha dứt điểm của Thanh Phong. Đã phạt lên cho cao thủ đoàn kết FC. Đó
Đó là Hoàng Khương. Đường truyền rất hay dành cho Đại Dương. Đại Dương chịu bóng cho Khang Bóm các bạn. Đây Thanh Phong, Khang Bóm. Không vào. Đúng một Hoàng thôi, đá bóng chính xác rồi. Đó là một đường truyền của Quang Đậu, hơi mạnh cho cầu thủ số 6, đó là Hoàng Trà các bạn. Sẽ cầu thủ ném biên cho cao thủ Thương Việt. Và đây là Hoàng Khương. Khang Bóm sẽ ném biên cho cầu thủ Thương Việt các bạn. Khang Bóm sẽ làm gì đây? Đây là Đại Dương. Đại Dương chuyền bóng chưa thành công các bạn. Và đây là Thanh Phong. Và đây là Đức Di Gò. Đức Di Gò làm gì đây? Thanh Hiền cho khe gắt hay Thanh Phong. Vẫn là cầu thủ đỏ đoàn kết FC. Đường truyền giặc biên dành cho Đức Di Gò. Pha đi bóng tốc độ đánh gót. Quánh đạo. Quánh đạo làm gì đây? Pha đi bóng qua. Quánh đạo làm gì đây? Vẫn là quánh đạo. Đức Di Gò các bạn. Đây là Thanh Hiền. Cho khe chưa thành công. Đây là Hoàng Khương. Bản công cho cao thủ Thường Việt. Hoàng Khương làm gì đây? Đức Chiên đây dành cho Dũng Nhỏ. Dũng Nhỏ làm gì đây? Đức Chiên không được. Vẫn là Dũng Nhỏ. Hoàng Khương các bạn. Hoàng Khương không vào. Một Hoàng Khôi đã cản phá thành công. Đây là Dũng Nhỏ không được. Thanh Phong rất hay. Thanh Hiền. Đức Chiên giặc biên dành cho Quanh Đạo. Quanh Đạo sẽ làm gì đây? Một pha được chuyền bóng hơi sâu. Đường truyền hướng đến vị trí của Phú Xuyên các bạn, nhưng hơi sâu. Bóng lên thành vùng tấn định. Như vậy sẽ có sự thay đổi cầu thủ bên phía đội đoàn kết FC. Quanh Đạo sẽ rời sân các bạn. Cầu thủ vào sân đó là cầu thủ số 16. Đó là Danh Bộ vào sân. À như vậy có những cái tên vào sân bên phía đội đoàn kết là chúng ta còn có số 11 là Hoàng Phát nữa bạn, còn có số 7 là Phi Trung. Số 7 Phi Trung và số 11 Hoàng Phát là cầu thủ được tung vào sân tiếp theo. Ngoài ra còn có Danh Bộ. Đây là Khang Bóm. Đó là đường truyền của Tín Triệu các bạn. Tín Triệu đã được tung vào sân bên phía đội Thường Việt. Đức Vũ Công, Tín Triệu. Vẫn là các cầu thủ Thường Việt. Khang Bóm. Đường cho khe dành cho Tín Triệu. Tín Triệu làm gì đây? Không được. Thủ môn Hoàng Khôi đã ra bóng rất kịp thời, bóng chính xác rồi. Đường truyền cho khe dành cho Thanh Phong. Chuyền bóng giặc biên cho Đức Chi Gờ. Làm gì đây? Đức Siêu đi vô. Đó đường truyền của Thanh Phong. Rất hay, đây là Phí Trung. Phí Trung làm gì đây? Đường truyền dành cho Hoàng Khoát. Rất hay. Đây là Thanh Phong. Và đây là pha cắt bóng của Tín Triệu. Tín Triệu làm đây cho khe. Không được. Danh Bộ đã cắt bóng thành công. Phí Trung. Trận đấu ông ta đang rất hấp dẫn. Phí Trung làm gì đây? Và cắt bóng Khang Bóm. Tín Triệu. Danh Bộ. Thanh Phong. Và đây là Phí Trung. Mọi người rất hay. Phí Trung được chi dắt biên. Không được. Sẽ có thủ ném biên cho thủ Thường Việt các bạn. Trận đấu chúng ta đang diễn ra rất hấp dẫn. Và đây chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Hương Việt, thành phố Sóc Trăng của tỉnh Sóc Trăng. Mọi thông tin chi tiết về sân bóng đá Hương Việt như là số điện thoại của anh Thích Minh Tâm, anh Tâm Khoa Lan, đương nhiên đã cho chạy chữ ở dưới rồi. Như là do chạy trong phần mô tả, chúng ta có thể dễ dàng liên hệ gặp anh Thích Minh Tâm đặt xong đá Hương Việt nha các bạn. Chúng ta đang theo dõi trận đấu với hai đội đoàn kết FC thi đấu vùng màu đỏ và cao thủ Thường Việt thi đấu vùng màu vàng. Tỷ số hiện tại đang là 3-2. Đây là Khang Bóm. Khang Bóm làm gì đây? Bị chưa vào. Trận đấu được tiếp tục. Bóng vẫn còn các bạn. Đây là Thanh Phong. Chuyền bóng giặc biên cho Đức Chi Gờ. Khi gọi chuyền bóng hướng đến vị trí của Hoàng Phát. Và đây là
Đây là Phú Xuyên. Đủ phạm lỗi của tính chịu rồi. Đỏ bạc dành cho các cầu thủ đoàn kết FC các bạn. Xin chào Lê Thanh Phong. Hãy đồng bình nhiên. Cảm ơn em trai Lê Thanh Phong. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống đá phạt cho các cầu thủ đoàn kết FC. Và đây là một cự ly đá phạt rất gần với khung thành của đội bóng Tấn Định. Chúng ta hãy cùng chờ xem pha phối hợp đá phạt của các cầu thủ đoàn kết như thế nào. Chúng ta hãy cùng chờ xem các bạn. Chúng ta có Thanh Phong đang đứng trước pha đá phạt này. Đây là Thanh Phong, trước điểm, có vào. Bóng đã trúng sàn ngang các bạn. Một pha dứt điểm rất mạnh của Thanh Phong. Nhưng rất tiếc là sàn ngang đã từ chối bàn thắng của Thanh Phong rồi. Rồi pha dứt điểm của Thanh Phong không biết thủ môn Tấn Định bị cái gì luôn rồi. À, có vẻ như đầu của Tấn Định chạm vào cái sàn ngang các bạn. Anh Phương Bằng coi sàn ngang có bị gì không anh? Rồi mốt cái cầu môn một lỗ luôn bạn ơi. Bóng lên trên vùng Tấn Định. Tấn Định truyền bóng dàn biên cho Đức Vũ Công. Đức Vũ Công làm gì đây? Một đường truyền phải nói là rất nghệ thuật của Đức Vũ Công. Đây là Đức Nguyễn. Đức Nguyễn đã được tung vào sân phía đội Thường Việt các bạn. Tín Triệu đường truyền cho trung vệ Hoàng Khương. Và đây là Đức Vũ Công. Rồi chuyền dạt biên dành cho số 3 đó là Đức Nguyễn. Rồi cắt bóng của Phi Trung các bạn. Để biên cho cầu thủ vàng. Đức Nguyễn. À, Phương bỏ đội cũng đã được tung vào sân. Bên phía đội Thường Việt. Tín Triệu. Đó là đội chuyền của Tín Triệu các bạn. Đúng phạm lỗi rồi. Tín Triệu vừa bị phạm lỗi. Đá phạt cho cầu thủ Thường Việt FC. Phương bỏ đội vào sân. Đức Nguyễn vào sân. Và Tín Triệu cũng vào sân các bạn. Thánh Phong. Không được. Đây là Hoàng Phát, một đường truyền dành cho Thanh Phong. Thanh Phong truyền bóng giạt biên dành cho Đức Chi Gò, Đức Chiêu đi vô các bạn. Đó là một đường truyền của Thanh Phong dành cho Phí Trung. Cho Kha gắt cây. Đây là pha dứt điểm. Đó là bàn thắng của Phú Xuyên, cầu thủ số 12. Cú đúp của Phú Xuyên trong trận đấu ngày hôm nay các bạn. Phú Xuyên cũng là cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu chúng ta. Và bây giờ Phú Xuyên đã ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 cho các cầu thủ đoàn kết của đội của Phú Xuyên trong trận đấu ngày hôm nay. Và cứ lòng rất hay các bạn. Một pha cứ lòng rất nhẹ nhàng tình cảm mà ghi bàn của Phú Xuyên. Như vậy bên phía đội đoàn kết chúng ta có hai cầu thủ ghi bàn và đó là hai cú đúp. Một cú đúp của Phú Xuyên và một cú đúp của Đệ Đệ. Và đây là một Tấn Định. Còn bàn thắng, hai bàn thắng của Thường Việt. Hai bàn thắng Thường Việt cũng đến một từ của một cú đúp của Thanh Phong các bạn. Chúng ta có 6 bàn thắng mà cho 3 cú đúp. Cú đúp của Thanh Phong bên phía đội Thường Việt. Và cú đúp của Đại Đại bên phía đoàn kết và một cú đúp nữa của Phú Xuyên bên phía đoàn kết các bạn. Rất hay. Sẽ có một tình huống đá phạt lên dành cho cao thủ đoàn kết FC. Và đây là cầu thủ chính Thanh Phong. Thanh Phong làm gì đây? Rất kỹ thuật. Một đường truyền dành cho cầu thủ số 47 Đức Studio, Đức Chi Gò làm gì đây? Hòa đảo chân. Hòa đảo chân như gan lạc. Một pha đi bóng một CQ của Đức Chi Gò làm gì đây? Và đây là Hoàng Phát. Không ơi. Thủ môn Tấn Định đã có một thủ bay người cản phá rất hay. Phải nói là trước đó là một thủ đảo chân như gan lạc của Đức Chi Gò các bạn. Gan lạc. Này giống như là bò né xào các bạn. Sẽ có một thủ đá bằng góc cho cái thủ đoàn kết FC. Đá đâu? Và đá đầu của Phú Xuyên. Bóng lên trên vùng Tấn Định. À, như vậy Đức Vũ Công đã rời sân rồi. Phòng thủ vào sân đó là Quý Messi. Bên phía đội Thường Việt. Bóng lên trên vùng Tấn Định và tỷ số hiện tại đang là 4 nghiêng về Thường Việt.
À xin lỗi, 4 nghiêng về các thủ đỏ đoàn kết và 2 nghiêng về Thường Việt, các thủ vàng các bạn. Chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Hương Việt, thành phố Sóc Trăng của tỉnh Sóc Trăng, và trọng tài bắt chính trong đấu ngày hôm nay chúng ta đó là trọng tài Phương Bằng. Và đây là Quý Messi. Một đường cho khe, không được. Xin chào Bủ Chim. Chào Đức Vũ Công. Gọi là nhắn của Bủ Chim các bạn. Một lần nữa chào, cảm ơn Bủ Chim, chào Đức Vũ Công và chào Lê Thanh Phong. Chào anh Quang Ba. Chào quý khán giả và các bạn đã vào xem livestream cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta. Thanh Phong. Và đảo chân của Quý Messi. Chuyền bóng dành cho Đức Nguyễn. Đây Đức Nguyễn làm gì đây? Không vào. Một hoàng thôi đã cản phá thành công. Chúng ta có ba cầu thủ tên Đức các bạn, Đức Nguyễn, Đức Vũ Công và Đức Ziga trên sân. Như vậy ba cầu thủ vào sân phía đội đoàn kết đó là Madison, em ruột của Messi. Cầu thủ số 38 Mai Công Tiến và đệ số 4 đã được tung vào sân bên phía đoàn kết FC. Ba cầu thủ vào sân các bạn. Gồm có Madison, đệ và Mai Công Tiến. Thủ đá vào góc cho Thường Việt. Đó là thủ đá vào góc của Phương Bộ Đội. Để biên cho các cầu thủ đoàn kết FC. Đây là Madison, em ruột của Messi. Madison làm gì đây? Madison thì mà Messi thượng dương trái, có điều là em ruột của Messi là Madison thượng dương phải các bạn. Không dẫn còn. Đây là Mai Công Tiến. Mai Công Tiến làm gì đây? Mình chuyền cho khe dành cho Thanh Phong. Thanh Phong làm gì đây? Mình chuyền cho Madison. Madison sẽ làm gì đây? Cho khe gắt cây. Dứt điểm không vào. Đó là pha phối hợp giữa Thanh Phong và Madison. Bóng lên cho các thủ Phương Việt. Xin chào Dũng Quân Hoa, đó là nhắn với Madison là ngày mai tới tháng đóng lời rồi. Cho bên em rồi nhé, bình luận viên, đó là nhắn của Dũng Quân Hoa. Cả thể cầu thủ Madison các bạn. Đây là Đức Nguyễn. Đó là pha cắt bóng của Danh Bộ. Đường chuyền của Đệ. Đệ ngày hôm nay cũng đã có một cú đúp cho Kiên Bình các bạn. Chúng ta có 6 bàn thắng được ghi, trong đó có 4 bàn của đoàn kết và 2 bàn của Thường Việt. Và trong 4 bàn của Thường Việt thì chúng ta có 2 cú đúp, một cú đúp của Đệ và một cú đúp của Phú Xuyên. Ở bên phía đội Thường Việt chúng ta có 2 bàn thắng, cũng là một cú đúp, đó là một cú đúp của Thanh Phong. 6 bàn thắng và 3 cú đúp. Đúng một quan thôi. Đội chuyền dành cho Danh, xin lỗi bạn. Hoàng Khôi chuyền bóng dành cho Mai Công Tiến. Và đây là Thanh Phong. Thanh Phong chuyền bóng dành cho Phí Trung. Giặc biên rất chính xác các bạn. Phí Trung làm gì đây? Phí Trung, Quang ơi, rất kỹ thuật. Phí Trung làm gì đây? Không vào. Ba dứt điểm hơi với của Phí Trung. Một nữa, cảm ơn Dũng Quân Hoa, cảm ơn Bủ Chim, cảm ơn Lê Thanh Phong. Bủ Chim gửi lại nhắn là chào Đức Vũ Công. Đã cầu thủ phạm lỗi rồi, đá phạt cho cầu thủ vàng Thường Việt. Phương Bộ Đội sẽ là cầu thủ đá phạt cho cầu thủ Thường Việt. Và Đức Nguyễn đang đứng trước pha đá phạt này các bạn. Đức Nguyễn đương chiến. Một Hoàng Khôi đã bóng chính xác rồi. Một đội chiến, không được, tỉnh chịu. Tỉnh chịu vừa ghi bàn cũng nắng số chứ còn 3-4 cho cao thủ Thường Việt. Một pha cướp bóng rất hay của Tính Chịu các bạn. Tính Chịu đã ghi bàn cũng nắng số chứ còn 3-4 cho cao thủ Thường Việt FC. Trận đấu chúng ta đang rất hay, rất hấp dẫn và tỷ số được cũng nắng chỉ còn một bàn mà thôi. Xin chào Mỹ Lâm. Là nhắn là chào bình luận viên. Bình luận viên nhìn xa quá cũng không biết là ai đây. Tại vì có cái logo mà nhỏ trên màn hình thôi, bình luận viên nhìn chưa ra, không biết là Mỹ Lâm là chào em trai, là chào bình luận viên các bạn. Cảm ơn khán giả Mỹ Lâm. Đây là Madison. Đường chuyền dành cho xin lỗi các bạn, đường chuyền dành cho Thanh Phong, nhưng Thanh Phong cũng cắt bóng ngoài hai cầu thủ tên Thanh Phong. Và cũng là một chiếc áo số 14. Một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên. Thanh Phong, cả hai cầu thủ đều tên là Thanh Phong và cũng cả hai cầu thủ mang chiếc áo số 14. Đây là Thanh Phong. Xin lỗi các bạn.
lộn Thanh Phong số 9 chứ không phải là 14. Thanh Phong bên phía đội đoàn kết FC là cầu thủ số 14, đó là đệ chứ không phải Thanh Phong. Vậy Bình Yên lộn, Hồng Dịch còn lộn, đừng nói Bình Yên. Đây là Phương bỏ đội không được và xử lý chưa thành công. Nhiều khi Bình Yên nhìn lộn, đọc lộn, mong anh em thông cảm nha. Đó, đường chuyền của Thanh Phong, đường chuyền dành cho Mai Công Tiến. Nhận Thanh Phong, đường cho Khé. Bóng vẫn còn các bạn. Và đây là Danh Bộ, thủ môn cắt bóng của Danh Bộ để biên cho cao thủ Thường Việt. Một nữa chào khán giả Mỹ Lâm, chào Dũng Quân Hoa, chào Bủ Chim, chào quý khán giả và các bạn, chào 500 em đổ vào xem live stream để cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta Thường Việt và cao thủ đoàn kết. Hiện tại thì số đăng là 4 nghiêng về đoàn kết và 3 nghiêng Thường Việt. Và đường chuyền của Mai Công Tiến cho Khe, không được. Tín Triệu đã có bóng thành công. Tín Triệu làm gì đây? Một đường chuyền của Tín Triệu hướng đến vị trí của Quý Messi, làm gì đây? Quý Messi không qua được Danh Bộ các bạn. Và đây là đường chuyền của đệ dành cho Thanh Phong. Thanh Phong làm gì đây? Đường chuyền giặc biên, đường chuyền wow, không được. Để biên cho các thủ đoàn kết. Như vậy đã có bạn khá bất ngờ. Như vậy Messer các bạn, Messer đã ghi bàn. Một tình huống dứt điểm khá bất ngờ của Messer các bạn. Messer vừa ghi bàn nâng số lên 5-3 cho các cầu thủ đoàn kết FC. Messer đã có bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay. Xin chào Mỹ Lâm, khán giả Mỹ Lâm đã nhắn là ủ Hoàng Phát lên rồi hả Bà Liên Duyên? Dạ đúng rồi, bên phía đội đoàn kết có cầu thủ số 11, đó là Hoàng Phát anh ơi. Đó là một đường chuyền của Phương Bộ Đội dành cho Đức Nguyễn nhưng chưa thành công. Không đi hết đi bị dọc. Sẽ cầu thủ ném biên cho cầu thủ đó. Thanh Phong, Phi Trung. Đó là đường chuyền cho Trung Vệ Danh Bộ đánh góc. Thử môn Hoàng Khôi. Bạn nói là không hổ danh là Trung Vệ Danh Bộ các bạn. Trung Vệ Danh Bộ ít có chạy. Và đây là pha đi bóng chưa thành công. Bé Sơn thủ môn Tấn Định đã bắn bóng chính xác rồi. Như vậy một cái tên được tung vào sân bên phía đội Thường Việt, đó là Tư Lê các bạn. Đó là chuyện của Thanh Phong, dẫn biến cho Phí Trung. Phí Trung đi bóng gắt hay Phí Trung làm gì đây? Chợ Phí Trung, mọi người gắt cái đầu chiếc đêm không ai. Đó là pha đi bóng tốc độ của Phí Trung và thủ dứt điểm bóng đi một vòng dọc. Bóng lên cho thủ môn Tấn Định. Tỷ số hiện tại đang là 5-3 nghiêng về các thủ đoàn kết các bạn, bàn thắng đang tỷ số lên 5-3. Đó là bàn thắng của cầu thủ số 10 Messi. Em ruột của Messi. Đây là thủ môn Tấn Định. Quỷ Messi. Thanh Phong làm gì đây? Dứt điểm không ai. Thủ môn Tấn Định đang bóng chính xác rồi. Đội chuyền giặc biên dành cho Đức Nguyễn. Phương bỏ đội. Đó, đội chuyền cho Quý Messi. Quý Messi làm gì đây? Đội chuyền dành cho Phương bỏ đội. Không được. Mai Công Tiến đang có bóng thành công. Đây là Phí Trung. Quả người rất kỹ thuật. Chẳng là Phí Trung. Và đi bóng tốc độ Phí Trung. Làm gì đây? Đội chuyền cho Messer. Messer sẽ làm gì đây? Vậy là Messer đội chuyền vào. Dứt điểm không vào. Đó là đường chuyền hướng đến vị trí của Mai Công Tiến các bạn. Mai Công Tiến có một thủ dâng cao, thủ đi bóng rất tốc độ. Rồi thì thủ môn Tấn Định cũng đã cao bóng rất kịp thời. Xin chào Mỹ Lâm, gọi là nhắn là Messer là chú vua của Hoàng Phát. Đó là nhắn của khán giả Mỹ Lâm. Cảm ơn anh Mỹ Lâm. Đó là đội chuyền của Tư Lê dành cho Đức Nguyễn.
Anh Mỹ Lâm là không phải là anh Mỹ, anh ở Phú Mỹ không ta? Mình đi nhớ là anh nè, nhớ là anh ơi. Là Mét Sơn, tính chịu. À chứ đâu Mét, quý Messi nhưng mà Mét Sơn lộn. Tứ Lê, được chuyền hướng đến vị trí của Phương Bảo Đội. Và đây là Phí Trung. Chủ phạm lỗi rồi, tình huống phạm lỗi của Phương Bảo Đội đối với Phí Trung. Đã phạt cho cầu thủ FC Đoàn Kết. Đệ Đệ Thanh Phong. Trận đấu được tiếp tục, Phí Trung. Đường cho Kha, có cây không được. Đệ Đệ. Và đây là Thanh Phong. Và cái bóng của Tư Lê các bạn. Sẽ có thủ ném biên cho cầu thủ đó. Các cầu thủ Đoàn Kết FC. Thanh Phong. Gắt cây. Chẳng Thanh Phong làm gì đây? Gắt kỹ thật. Rồi chi giác biên dành cho Mai Công Tiến. Mai Công Tiến sẽ làm gì đây? Một đường chi giác biên. Ở đường chi giác biên dành cho Mét Sơn. Mét Sơn làm gì đây? Chó khe à. Việt vị mất rồi. Từ đúng việt vị của anh Đệ đây. À, xin chào khán giả Lơm Cơm. Người ta nhắn là hello bệnh viên mới vô luôn. Cảm ơn khán giả Lơm Cơm. Đây là Phương Bảo Đội làm gì đây? Để biên cho các thủ vàng. Các thủ thuộc Việt. Một nữa cảm ơn Lơm Cơm. Cảm ơn là anh Mỹ Lâm. Cảm ơn quý khán giả và các bạn đã vào xem livestream để cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta. Một lượt chuyền hướng đến vị trí của Tư Lê. Các bạn chưa thành công hoàng như vậy đã có thủ phạm lỗi rồi. Đúng và cầu thủ vừa bị phạm lỗi đó là quý Messi. Đá phạt cho các cầu thủ thường Việt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống đá phạt của các cầu thủ thường Việt FC các bạn. Cầu thủ đang đứng trước pha đá phạt này đó là Hoàng Leo. Hoàng Leo các bạn. Hoàng Leo sẽ đá phạt cho các cầu thủ thường Việt. Hoàng Leo và dứt điểm hơi cao. Ông đi vọt sang ngang các bạn. Đây là số 1 Hoàng Khôi. Phí Trung. Phí Trung quá người chưa thành công. Để biên cho các thủ đó. Đường ném biên dành cho Mét Sơn. Gấp kỹ thật. Mét Sơn làm gì đây? Phải đi bóng hơi dài các bạn. Phải đi bóng tốc độ nhưng mà hơi dài của phi chơi của Mét Sơn. Và thủ cắt bóng của Tín Chiêu. Ném biên cho các thủ Thường Việt. Như vậy Trần Lành cũng đã vào sân. Bên phía đội Thường Việt. Trần Lành phải đá biên của Trần Lành dành cho quý Messi. Quý Messi làm gì đây? Trần Lành nhận là quý Messi. Quán ơi rất kỹ thuật. Đường chuyền vào không vào. Dứt điểm không vào. Bảy điểm Phương Bảo Đội. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một tình huống đá phạt góc cho các thủ Thường Việt. Và bàn công rất cay rất có nét của các thủ Thường Việt nhưng chưa có bàn thắng thứ tư. Đó là danh bộ Hoàng Leo. Hoàng Leo làm gì đây? Dứt điểm không vào. Ông đi bộ vòng dọc phát lên cho nó bộ Hoàng thôi. Mai Công Tiến. Hoàng thôi. Và đây là Đệ Đệ. Đệ Đệ làm gì đây? Quá người rất kỹ thuật. Phạm lỗi rồi. Đúng phạm lỗi của Tính Trung. Tính chịu Hoàng đối với Đệ Đệ. Các bạn trong đủ đồng kết FC. Và đây là Thanh Phong. Như vậy bóng vẫn còn các bạn. Thanh Phong làm gì đây? Dứt điểm không vào. Đó là phạt bóng chính xác của thủ môn Tấn Định. Đây là Trần Lành. Đây là danh bộ các bạn. Thủ môn Hoàng Khôi. Được chuyền giác viên dành cho Mai Công Tiến. Quang Khôi. Và qua đi qua bóng gấp cây. Đó là pha qua người của Đệ Đệ làm gì đây? Dứt điểm không vào. Ba điểm của Đệ Đệ các bạn.
bóng đi hơi cao, bóng lên cho thủ môn, đó là thủ môn Tấn Định. Hoàng Leo bóng đường truyền của Hoàng Leo dành cho Phương Bộ Đội các bạn. Để Thanh Phong đường truyền cho Mai Công Tiến, và đây là Đệ Đệ vẫn là cầu thủ Đoàn Kết FC. Thanh Phong một đường truyền dành cho Messi, làm gì đây Messi, em ruột của Messi, bóng vẫn còn, đúng không? Tấn Định đã bóng chính xác rồi. Đây là Phương Bộ Đội dứt điểm từ xa, đó là pha cản phá của thủ môn Hoàng Khôi và góc cho cầu thủ Thuần Việt. Một đường truyền của Tín Triệu, đánh đầu, pha đánh đầu chưa chính ra chiếc bóng của Quý Messi, để biên cho các đội Đoàn Kết FC. Đây là Phi Trung, Quý Messi không được, bóng vẫn còn, Tín Triệu không vào. Bản công cho thủ Đoàn Kết, các thủ đỏ các bạn, tình huống 4 đúng không? Và đây là Mai Công Tiến, làm gì đây? Dứt điểm, không vào. Bóng đã trúng xa ngang các bạn. Phải nói là một tình huống dứt điểm cực mạnh của Mai Công Tiến, và xa ngang đã từ chối một siêu phẩm của Mai Công Tiến trong tình huống vừa rồi các bạn. Trọng tài xác định đã có một tình huống phạm lỗi rồi. Cầu thủ vừa bị phạm lỗi đó là Messi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một tình huống đá phạt cho các thủ đỏ. Để Thanh Phong dứt điểm không vào, sang ngang lại tiếp tục từ chối một siêu phẩm nữa của cầu thủ đỏ vàng, và dứt điểm của Thanh Phong, một pha dứt điểm hình trái chuối banana, thì rất tiếc là bóng đang đứng trúng sang ngang. Phải nói là nếu như đó là bàn thắng thì rất có thể đó là bàn thắng đẹp nhất tháng này, xin lỗi bạn, này qua tháng 6 rồi, tháng 6 rồi, rất cũng có thể là đẹp nhất tháng 6 bạn. Bàn thắng phải nói là một vài dứt điểm rất hay của Thanh Phong rồi, nhưng chưa có bàn thắng. Tháng 5 thì chúng ta đã chốt bàn thắng rồi bạn. Đây là Phi Trung. Wow. Bàn thắng của Phi Trung nâng tỷ số lên 6-3 cho các rượu Đoàn Kết như vậy. Và đó cũng là tình huống bóng cuối cùng của trận đấu chúng ta rồi. Tỷ số chung cuộc là 6-3 nghiêng về các rượu Đoàn Kết FC. Bàn thắng của Phi Trung. Và nói là cao thủ Đoàn Kết đã có hai pha dứt điểm rất hay rồi, nhưng rất tiếc là sàn ngang đã từ chối bàn thắng các bạn. Một lần nữa mình đi xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả các bạn những trận giao hữu tiếp theo. Đây là Messi các bạn. Ok, cảm ơn Messi. Rồi, cảm ơn Mai Công Tiến. Rồi, mình đi xin tạm dừng trận đấu tại đây nha các bạn.